Đây, thấy được ổ nè anh em. Mình xin chúc anh em có một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha. Anh em mình quay về xuống xuống mộc rồi anh em ơi. Giờ mình quay về xuống mộc đi. À, đây với mộc già bên kia. Đằng kia bà chị mình cũng đang đang vừa mới thấy vừa ổ sát bên đây nè anh em. Đang đứng bươi bươi kìa. Ổ lớn không hai? Đang bươi bên đó. À, mình nhổ cái ổ này anh em ơi. Bây giờ là bút với đinh không à. Để mình dựng này lên mình dỗ cho nó hai cây cho nó dễ. Mấy nấm à? Kìa mẹ đang gặp ổ đằng kia nữa kìa. Mẹ đang gặp ổ đằng kia nữa kìa. Đằng kia thấy dấu nhỏ quá trời đằng kia. Ừ. Nó lòi lên hả? Ồ, thấy thằng kia kìa. Thằng kia có mấy nấm đó. Thấy thằng kia mà ta thấy tới đây luôn. Dạch ra mới thấy nè, chứ đâu thấy đâu. Thấy thằng kia người ta đi đi để lại cho con hả? Thôi lụm lụm. Ừ. Vậy thằng ấy không chịu nói. Hình như còn nấm cái ở đây nữa nè. Kìa nấm cái ở bên mẹ đang nhỏ kìa. Thấy không? Đang nhỏ đó. Đây là hai nấm hả? Ừ. Còn má mọc đến đây luôn trời. Nhỏ có mấy tay mà bươi muốn mua hết đám cao su của người ta luôn chạy. Nắm ngon lắm thôi nghe. Nắm ngon, nắm đẹp à, nắm bút mà. Đây nè cả nhà ơi, mình thấy tổ này nè cả nhà ơi. Đây, trời ơi, dài quá kia luôn. Tổ này to lắm anh em ơi. Bây giờ ơi, nè trắng hết rồi anh em ơi, quá đã rồi. Bây giờ mình bươi sơ sơ ra hết cái dòng nè, nó mọc tới qua kia cả anh em nè, ở trong cái gốc cây này nè, quá đã tổ nấm này rồi. Đó. Nè, cái tổ bên đây thì chân nó to hơn. Nấm ở dưới mình đây thì dễ thấy lắm, tự vì nó trắng, còn nấm dầu tiếng thì nó đen rồi đèn khó thấy, còn nấm này rồi dễ thấy lắm, rồi nó sáng chân lên nè. Bên đây thì nó dù rồi nè, phía bên đây thì nó dù rồi nè, nó dù mà chân nó cao. Xe mình để vừa kêu mình đi vô thử, hồi nãy mình nhổ cái ổ ngoài đó được miếng đó, cái mình không đem bọc theo luôn, mình đi đại vô ai nhà vô đây thấy. Nấm này gọi dễ thấy hơn nhiều tiếng nhìn, thì nấm này nó trắng đúng không? Nó không đen, nấm nha, ở dầu tiếng mình nhỏ là kêu anh em trên đó kêu là nấm than, vì cái đầu nó đen như cục than vậy. Mà nấm đen trắng bóc à. Đã quá, cái nấm này đã quá.
đó. Xong một bên để mình qua đây mình nhổ cái phía bên đó luôn mình. Bên đây cái đá nè. Ôi lớn rồi nè. Ổ chắc cỡ ký á, chắc cỡ 1 ký á. Búp đẹp không? Đẹp. Ồ con lên đâu rồi, con chưa nhổ này. Hả? Ồ con lên đâu ấy? Lên chưa? Lên rồi mà đín không à, không nhổ được. À. Để đâu luôn. Ồ con càng bươi nó càng thấy đín dữ á. Ừ. Đâu nhổ được, đín mình tay nhỏ. Cái đó là canh. Bây giờ bỏ xe đây đánh ở đây luôn. Ủa con bự lắm ạ. Bự lắm hơn. Ủa con dài thằng Long cái đấy phải qua đỏ á. Ờ. Thì là mở đính á, chưa thấy á. Ừ. Thì là một lưa thưa đá. Ừ. Nó bị rồi một dây lên không. Canh luôn đi, ổ đó kiếm ổ đó 3 ký rồi. 4 ký đi. Đó, bên kia mới đó. Đó mấy tay đực đó. Mấy tay lên cao rồi đó. Ồ, cầu lên cao rồi nè. Ừ. Bỏ xe ngay chỗ nó đi quá. Bỏ xe đó luôn đi. Đây, ô, nằm ai bươi đây. Ta dừng ra, bươi banh chạnh hết luôn đi. Bươi ra. Bươi xe ngay rồi chắc. Ê, có mang bọc đó không? Nãy bọc để vào xe luôn à. Ừ. Ê, con băng qua đó con gỡ lấy cái bọc giùm cậu luôn đi. Ở trong cái gốc tre, rễ tre anh em. Đây là trong rễ tre nó nhỏ nó hơi khó, hơi lâu. Thì nó dướng á. Dướng khó này. Dướng rồi che khó này. Quá trời. Búp không à. Này, cái này ngày mai là rộ luôn anh em ơi. Từ hồi nãy giờ mình đi mình thấy người ta bán cũng nhiều lắm rồi. Lái mua cũng nhiều lắm. Mấy anh em nhỏ người 2-3 ký, 4-5 ký. Mình thì vô trễ, mình vô sau. Tại vì anh em ở đây đi từ hồi chiều luôn. Từ hồi trưa luôn, chứ không phải là hồi chiều. Đau hả? Ừ. Mấy người giờ đi đặt bẫy sóc á. Thấy cái bẫy treo ở trên cây đó. Ừ. Cái treo vải có bữa rồi, bữa ở ngoài. Ừ. Đâu có biết điểm đâu mà. À, đâu biết điểm mình mới vô ngay chỗ đó mình mới để ý mình thấy được chứ nó lên kiểu đó sao thấy. Cầu này lên đẹp nữa. Ừ. Lên bự cái bố. Thì tận không. Ừ. Nãy cái này ngồi cái nếp quay rồi. Qua bên nó thấy bươi banh chạnh đi. Mà chắc không có đâu, có là nghe hú à. Chắc mà không thấy đâu, thấy là nghe hú anh chung liền cái gì. Ừ. Cái clip này hơi dài nhanh em. Thì nhổ nó khó. Nó không có rễ che nè, mình sắn mình moi nó ra, nó lẻ. Với lại cái này nó cũng mọc như trong vậy nè.
tùm lum. Ổ này hơn ký anh em ơi, ổ này ký mấy. Nhổ ra bây giờ thấy nó nhiều nè. Nhổ nó cứ lòi ra hoài. Đó đã. Ở đây nó còn lên nữa, nó đang lên tự nhiên. Cháu hồi nãy là nó vô cái ổ kia, thấy ổ kia cũng lớn lắm nhưng mà nó còn đinh, nó mới lú xíu à. Bây giờ là để đó. Cái tổ đó kêu dài mấy mét luôn. Nhưng mà nó mà tổ lớn thì nó mọc dày lắm. Nó mọc dày cui à. Nó lên như trong vậy. Chứ nó cũng ít lưa thưa. Còn cái tổ nào tổ đực thì dài ba tay. Ờ, tổ được cái là nó nhiều luôn. À, anh em thấy không? Nắm chắn bách à. Rồi rất là dễ thấy. Còn mình lên dầu tiếng. Mình đi nhiều khi mình có nắm mà mình rồi không biết, tại không quen á. Mình rồi nắm ở đây riết mình quen. Lên trên đó cái nắm trên đó cái nó khác nắm đây mình rồi khó thấy. Mình cứ rồi nhiều khi thấy đó nhưng mà dòm kỹ mới biết là nấm, còn không là tưởng cái hộp hộp cao su, nó giống như hộp cao su vậy, cái đầu nấm. Mình cố gắng dọn nó lẹ nhưng mà cũng không lẹ nổi. Rễ đổ mồ hôi luôn. Không được, mình bẻ ngang. Giờ tôi nắm đẹp đi, sáng. Giờ rồi vô thấy liền. Ơi rồi, xong cái tổ bên đây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái này. Hả? Cái gì vậy?
chưa? Gần xong rồi. Trong gốc tre nó khó nhổ. Cỡ chừng ký cái máy à. Rồi, đã gom vô hết anh em ơi. Bịch bịch này cũng ký mấy anh em, cỡ ký rưỡi anh em. Ký rưỡi hơn ký rưỡi anh em ơi. Đảo bút không. Và đi kiếm anh nữa nha anh em. Quên xem xíu quên cái đầu tiên mình nhổ nè. Cái đầu tiên thì nó dù rồi nè. Cái phía bên đây đó. Một ổ nhưng mà cái ổ này cái chỗ này nó dù. Còn kế đây cỡ 100 mét mình cháu gặp ổ cũng to đó. Giờ cái bịch này cũng gần 2 kg anh em. Đây sát bên đó bước vào mấy bước thấy nữa nè anh em ơi. Ui cha đây nè. Nè mình thấy được 2 nắm này. Mà mình thấy chỗ này nhô đây chứ. Giờ ra cũng có nè. Cách nè sát bên đây nè. Đó cái cục bên đây nè. Nhổ cái nữa. Nó nằm kế bên. Ngon rồi. Này vô rồi. Vô trúng khu trúng điểm rồi. Với lại hồi nãy ở đây người ta cũng nhổ rồi nha anh em. Người ta cũng nhổ nhiều rồi. Thấy dấu người ta không? Người ta nhổ nhiều lắm rồi. Nãy giờ đi chạy ở Hồi Lô thấy 5-6 ụ người ta nhổ hồi nãy rồi. Búp không đã quá. Qua đây là mình thấy bên đây nó chiếu mấy cái nữa nè nè. Đó, ổ nó dài qua tới đây nè. Ngon là nè anh em ơi. Xong rồi đó, hết rồi đó.
tiếng xe anh em cũng đảo nhiều lắm, đảo ầm ở ngoài lô. Nhưng mà này mình đi quýnh ở trong ở suối lô cũng mọc nhiều nữa, thì mình thấy dấu là dấu ở ngoài lô, thấy dấu anh em nhỏ ở ngoài lô. Đá thì hên vô chút xíu đụng hai ổ, đúng không, ba ổ chứ. Ổ đầu tiên thì ít, đầu tiên mười mấy hai chục tay. Ổ thứ hai thì ngon hơn ổ thứ ba. Khu này nó còn lên nhiều nhiều nữa anh em ơi. Mình mới vừa vô cỡ chừng, mình vừa vô cỡ chừng 5 phút là mình nhổ được cái tổ đầu tiên. Chưa được 5 phút nữa là nhổ được tổ đầu tiên. Mình nhổ xong tổ đó, mình chạy xe thẳng xuống dưới bìa suối, mình để là mình nhảy vô là mình thấy luôn. Là bìa suối này là 3 tổ rồi. Mình cháu cũng đang canh cái tổ đinh. Tổ đinh nó kêu lớn lắm. Rồi xong bên đây. Mình qua bên đây, nhổ bên đây luôn. Hồi nãy cháu nó qua nó coi mình mình nhổ cái tổ kia nhưng mà nó không có bước qua đây. Nó bước, nếu mà bước qua đây là nó cũng thấy cái tổ này rồi. Tới đó nó coi xong nó quay trở ngược lại. Bây giờ nó lại nó canh cái tổ nắm đinh. Nó sợ đinh ta mò lên hư. Đinh đó phải tầm 1-2 giờ rồi nhổ ngon, từ bây giờ cũng còn sớm. Bây giờ cũng mới có 8-9 giờ. Cái nó bự chảng luôn. Giờ mình bỏ vô đỡ ra đi, rồi hồi mình ra mình lấy lá, mình lấy đất ra mình cuối với báo mình làm thì sao. Hai ổ này cỡ 3 kg rồi anh em ơi. Nấm búp này nặng.
Rồi tiếp tục đi anh em ơi. À, đây ổ nè anh em. Qua bên bụi tre này ổ, bụi tre này lớn không? Bụi tre này ổ nè. Đang nhổ. Bé đẹp đang nhổ. Còn ổ đằng kia nữa hả? Rồi đi tiếp tục anh em ơi. Ổ nãy mà mình nói nè anh em. Cu nó thấy nhưng mà nó còn đinh quá. Nó không bươi luôn, cũng không nhổ luôn. Để đây chừa. Nè. Nè anh em, ôm nè. Đó. Nè. Đó. Nè. Nó dài qua kia rồi, đó. Nó dài qua múc bên kia luôn kìa anh em. Ừ. Nè, nó nằm quá trời luôn nè. Đây anh em, nhổ xong rồi giờ mình ra mình cuốn cái báo lại anh em. Rồi, chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em những clip sau gặp lại nha. Bye bye, chào tạm biệt.